các bạn. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mình mới sưu tầm được hai cái này. Lấy từ bo mạch của TV. Hai cái luôn. Thường thì người ta không biết, người ta vứt nó đi. Nay mình sẽ đụm nó về để mình nghiên cứu. Mình làm cái mà âm ly mini đó các bạn. Nghe nhạc, cái máy nghe nhạc điện thoại á. Sử dụng hai cái này để hướng dẫn cho các bạn cách làm rất là đơn giản. Rất là đơn giản luôn, dễ làm luôn. Để mình chịu khó, mình để ý. Mạch này là mạch này đây cho nó chắc 12V. Công suất nó ra bao nhiêu thì chưa biết. Đây, ta sẽ làm cái này. Bên đây là cái này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm ha các bạn. Chúng ta đem nó vô thôi. Rồi, chúng ta bắt tay vào việc thôi. Đây, IC này là LA42071 12V nha các bạn. Cái này là xài 12V. Còn cái mạch này, mạch ta hai cái này đây. Đây là CD5265 CS cũng 12V luôn. Rồi bây giờ ta làm này ha. Mình lấy bình thường này, lấy dây điện rồi ra thôi. Đây bây giờ nhìn trên mạch ta để ý nha. Để ý mấy con tụ nào lớn lớn á mình để ý đó. À con này là 25V 1000 US. Đây là cái tủ lọc nguồn. Tủ lọc nguồn. Tủ lọc nguồn này nó nằm đây. Em đang 1000 US. Ta lật phía sau lên để mình ta coi. Cái này là dấu trừ. Này là dấu trừ ta làm IMAX. Còn cái này là IMAX nè, này cộng. Rồi bây giờ ta chấm hàng vô ha, chấm dây vô. Nhớ đấm như chấm cho dây cho đúng đúng cặp rồi đúng âm dương nha các bạn. Này. Xong. Xong rồi bây giờ ta lật tiếp cho coi tiếp. Đây là cái loa. Vì là loa. Còn đây chúng nó bị hư rồi. Này nó bị hư chân rồi. Để mình chấm mình chế lại luôn. Rất là đơn giản các bạn ơi. Làm rất này đó. Rất là dễ làm. Chấm cái này cho nó cứng lại, khỏi sụp xịt mà mình chế. Rồi.
giờ mình sẽ lấy lo mình thử ha. Đây. Lo này cũng lo trong tivi luôn. Này là 10W 8 ohm. Đây là lo chép. Đây là lo chép nè. Đây là lo chung. Còn đây nữa. Đây cũng lo trong tivi luôn. 8 ohm. Tám ohm nè. Này cặp lo của lo này qua tôi lo tivi thùng luôn á. Mình sợ bụi vô lấy giải mình quấn nó lại rồi. À, bây giờ mình gắm vô thử ha. Bây giờ mình sẽ cấp điện. Mình xài cục adapter này 12V 1,5A ha. Rồi. Chưa nó như vậy. Ở trong chính giữa, ở trong chính giữa là cộng. Đó. Đây là trừ. Bây giờ mình sẽ thử điện ha. Rồi, lo nè. Đó. Lo khi bập 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 đó các bạn. Lo khi bập bập nè. Giờ mình phải thử. Thử luôn. Mình nhíp mình gà ha. Nghe tới gà từ hết các chân luôn. Này. Cái này nó kêu ha. Không có. Thế qua bên đây. Chân đây thì chưa có, tại mình xài, nãy mình xài lo bên này, mình xài lo bên đó. Bây giờ mình gắn thêm một cái lo nữa đi. Giờ mình gắn thêm cái lo này nữa, một bên kia nữa để mình kiếm đầu vô của âm thanh. Đầu vô của âm thanh nghe các bạn. Nãy mình gắn cái mấy con bên nè. Giờ mình sẽ gắn thêm một bên nữa. Rồi. Giờ tiếp tục. Ta mò tiếp, mò đầu vô của âm thanh tiếp ha. Dây này bị lỏng, bóp cho cứng đi. À, mò tiếp. Này.
Nãy mình chưa gắn vô mình không có biết được, mình gắn lo vô hết mình mới kiểm tra được. À, đây nó sẹt sẹt nữa. Mò nó tới đâu nó hết. Ở đây là nó hết rồi. Đây nó hết rồi. Đây này nãy giờ. Hết luôn, tới đây là hết rồi. Cái chân khác không có chân nào có kêu á. Này mình đang tìm đầu vô của âm thanh nha các bạn. Rồi. Bây giờ đầu vô của âm thanh ta kiếm được rồi đó, bây giờ ta tiến hành. Các bạn kiếm cho mình một khúc dây này ha. Đi 3.5 đi của dây điện thoại nè. Như cắt ra. Chúng ta đo. Giờ ta kiểm dây ta đo ha, cái nào mát cái nào ấy ha. Một cái mình đưa vô trong đây nha các bạn. Bắt đầu ta mò dây cái dây nào. Lên như này là mát nha, nó nằm ở trên cùng là mình làm như mát nha. Lên xuống đó thứ hai. Lên nè. Cái này là ta làm bên là hai kênh nha. Cái này là một kênh. Xuống đó cuối cùng luôn. Bây giờ vậy là ta đã biết rồi ha. Dây này là dây mát nè. Dây mát ta lấy màu đỏ nè. Mát màu đỏ. Màu đỏ. Và hai cái màu xanh đó là hai cái cục ở dưới. Giờ tôi tiến hành ta gáp vô. Mình lấy điện thoại này mình thử. Chấm dây vô. Dây mát là mấy cái cục lớn này, là lấy dây mát nha các bạn. Cái cục lớn này nằm đây. Chấm vô bên đây. Còn bên đây thì ta nối dây vô.
rồi. Rồi giờ ta thử ha. Cấp điện rồi thử rồi. Không có tín hiệu các bạn ơi, không có tín hiệu. Không có tín hiệu, bây giờ tao phải lấy mấy con trụ. Lấy mấy con trụ này ra ha. Lấy con trụ trong cái mặt cái dĩ hồi nãy nè. Lấy mấy con trụ này ra để mà mình gắn nó vô thôi, nó có phát ra âm thanh không. Cái này ra đi. Này ra. Đang chừng, đang chừng. Chỉ phải chừng nó không để coi lại thôi. Đây là một 100 UF 10V. Là lấy về thử nha. Hai chân nó bẻ qua bên khó lấy ra. Gắn vô đây. Cái này là cái dây hồi nãy nè, mình gắn cái chân vô, chân còn lại của cái trụ đó. Rồi. Giờ ta phải thử điện là một cái nữa.
giờ ghim điện thử coi. Có tín hiệu. Giờ ta chấm tiếp con tụ nữa đi. Này là cho nó ra hai lo luôn, con tụ này nữa là nãy cái này có một lo, bây giờ gắn cái này vô nữa thì một lo nữa là hai lo. Cấp điện vô. Cái nó còn rè hơn. Tụ 16 V 470U thử rồi. Cao lên thử coi nó còn cái nó âm thanh nó sao. Hai cục bằng nhau luôn. Cục nào cũng 470U hết. Rồi. Thử lại cái nữa coi.
cũng lớn như vậy mà nó tiếng bass nó nghe hay hơn. Tiếng bass nó gắn hai con tụ lớn vô tiếng bass nó nghe hay hơn. Lấy hai cục này giảm lại thử coi. Lấy hai cục này ta giảm lại thử coi nó. Giảm này xuống coi nó còn cái nó còn rè không? Thấy người ta làm mà bắt chước rồi làm theo thôi chứ mình không phải là thợ học hỏi. Thế là làm bắt chước. Gắn này vô như tiếng bass nên nó tiếng bass nó không có gì vậy. Vô game thanh á nó không hay. Hôm nay vô game thanh nó không hay các bạn ơi. Này không dính nè. Ngay chân nó cục quá. Chơi thêm một khúc thử cho nó ra sao. Thử coi. Có lý rồi đó. Có lý rồi, giờ mình gắn bóng đèn vô cái lo thử ha. Cái bóng đèn giữa hai chỗ này đây. Đây.
Rồi thử điện lên một cái nữa coi. Để ý âm thanh hai kênh của nó ha. Hai kênh là ba hai bóng đèn này nó chớp nó không có đều nhau. Cái chớp cái không, cái chớp cái không là nó là hai kênh đó. Cắt tới đây rồi mình có được quy cái mạch âm thanh rồi này, tay đo mình để ở ngoài nghe chứ nó mình vô hộp nghe đã. Đã giờ mình lấy cái lo lớn mình gắn cho thử coi. Đây. Mình tháo dây em đây mình gắn vô đây thử coi. Giờ mình gắn lên. Lo là mình đánh lâu quá bụi không. Đây. Mình dịch qua bên đi. Cái lo này không hả, mình gắn cho thử. Rồi. Nghe thử cho âm thanh nó sao. Hay luôn. Gắn vô lo lớn nghe nghe quá đã luôn. Rồi nghe quá đã luôn các bạn ơi. Rồi vậy là xong rồi. Rồi chúc các bạn thành công ha. Làm rất là đơn giản luôn, cho những ai chưa mà biết gì về điện tử cũng có thể làm được. Đó, rất là đơn giản.
rất là đơn giản luôn. Rồi, tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn thành công. Máy bay này hư rồi, ngồi tới đây được rồi, chúc các bạn thành công đi. Rồi, thôi, tạm biệt các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn ha. Chúng ta có thể cắt ra. Cắt ra như là ta làm cái mặt nó gọn lại là xong, ok luôn. Rồi, cho người ta gắn vô cái hồng này cũng được. Rất là đơn giản và dễ làm. Chỉ có mấy con tụ vô là có âm thanh thôi, không còn gì hết.